Đây, bà có thuê gặt không bà? Có. Bà đã thiếu người, không có người hộ gặt, cháu hộ bà đi. Thế nào cho cháu hộ nhé. Vâng. Cứ điên cháu bà lấy về để ở dưới đấy. Cháu hộ bà nào? Cái liên này à? Vâng. Con này vẫn chưa đi chợ về à nhỉ? Nắng nôi thế này vẫn chưa về à? Không có gì à? Bốt quả trứng này không chị? Còn từng này thôi hả bác? Từng này thôi, một bên này thì chưa tín. Hôm nay bác còn cần người hộ gặt không ạ? Thuê gặt không ạ? Ruộng nhà mình tốt thật nhỉ bác nhỉ? Cũng à, bình thường thôi cháu ạ, à. Tốt mấy đâu. Chắc hạt phép nặng như thế chắc được nhiều thóc lắm ấy. Được tí, đủ ăn. Không phải à, ra chợ thì được, được rồi, bà nghĩ thế thôi. Vâng. Cháu cũng mới đi gặt được vài lần thôi. Cháu cái lúa này gặt dễ nhỉ bác nhỉ? Dễ mà. Cảm giác có gạo mềm mềm ấy. Lúa này thì không phải khóc giống mua đâu. Mình chỉ lấy thôi. Cháu cũng đi gặt nhiều chỗ rồi nhưng mà không thấy chỗ nào mà dễ gặt như thế. Thế à?
cháu không được đi gặt chỗ khác gì ạ? Vâng, cháu đi gặt chỗ khác mấy lần đi làm thuê thôi ạ. Thế nhà cháu thì không có ruộng. Nếu mà bà có ruộng thì ngày mai bà lại chết cho cháu về gặt, cháu gặt dễ lắm. Vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Thank you.
nay không nắng to nhỉ bác nhỉ. Thế thì 120 thôi, nhưng mà bác cho cháu 100 dưới. Thương hai mẹ con cháu lắm. Vâng, cháu xin ạ. Vâng. Cháu cảm ơn bác, là cháu về luôn đấy ạ. Vâng, vâng. Sao đấy? Sao đấy mẹ? Mẹ đi làm sao đấy? Say nắng ạ. Say nắng à? Tại mày đấy. Mẹ nói thế nhỉ? Tại mày, mẹ mới như thế đấy. Mẹ mới khổ thế đấy. Tại con không biết làm ăn đấy. Có vợ có con rồi, con đuổi đi đấy. Mẹ ơi, con dìu mẹ sắp kia nhá. Bây giờ con không chịu nữa. Không, con chú trí làm ăn rồi. Nó bữa con ấy, con cũng đi đón rồi, nhưng mà bữa con không nghe theo đâu. Tại mày đấy. Tại mày trước ngày uống nhiều xa chỉ đấy. Nó còn không về đấy. Mẹ nói thế. Tại con ấy. Con dìu mẹ ra kia nhá. Dạ đi mày nhá. Con không chịu nữa rồi. Con cứ chi làm ăn. Mẹ cứ yên tâm đi. Tất cả là tại con.
cố lên nhé. Ngồi đây mày ạ. Mẹ thấy trong người thế nào rồi mẹ? Tại mày đấy. Mày mẹ dám mở cố đấy đấy. Thế nào chưa? Tại mày đấy. Sao mẹ nói thế nhỉ? Con có làm gì sai đâu. Tại con. Con quan tâm mẹ, con mới dìu mẹ về đấy đấy. Tại con không biết làm ăn. Mẹ ơi, mày ngồi đấy đợi con nhá. Con đi tìm nước uống cho mẹ nhá. Không, không có đâu. Đi tao phát khói. Mày ngồi đấy nhá, con đi tìm nước. Đang làm mà, đằng nào anh bây giờ cũng về thôi, về nhà thôi mà. Đi lên. Bác sao đấy? Em kiểm tra bác em bà. Thì bác say nắng. Bác say nắng hay sao ấy? Đỡ đỡ đỡ. Bà cố ngượng lên đấy. Bà tựa vào đấy. Bà nóng quá. Em lấy cái mũ kia về anh quạt cho bác này. Mẹ ơi, mẹ. Sao lại mẹ làm sao đây mẹ ơi? Sao lại mẹ? Mẹ ơi, mẹ của anh chồng cũ em đấy. Mẹ chồng cũ? Vâng. Hình như trong hùi em có nước phải không? Có, trong hùi em có nước này. Mẹ tỉnh lại đi mẹ. Cậu uống tí nước vào. Trời ơi, làm chắc là mệt quá mà. Chắc bác say nắng ấy. Mẹ ơi, thế một mình mẹ khác đi làm à mẹ? Bác đỡ hơn chưa? Em kéo cái khóa ra cho bác thông thoáng một tí. Thế là mẹ chồng cũ à? Của em ấy. Thế con trai của bác đâu? Mẹ, thế sao mẹ một mình khác đi làm thế? Trời nắng nôi nữa, thế anh Phát đi đâu rồi mẹ? Không biết. Mẹ rồi. Bác đỡ hơn chưa? Khổ quá, mỗi một mình. Có tuổi rồi. Bác uống thêm nước nhé. Cháu lấy nước cho bác uống thêm nhé. Uống thêm tí nước nữa vào. Mẹ thì đỡ tí nào cho mẹ? Uống thêm tí nước đây bác ơi. Uống này vào cho mát. Từ giờ trời nắng nôi thế đừng có đi ra ngoài nữa mẹ ạ. Làm đúng giờ thôi, làm lúc tâm thì làm, còn nắng lên thôi không làm nữa. Làm như thế thì lại kiệt sức ấy. Một mình mẹ nữa, bận già rồi, có tuổi rồi, sao mà làm được. Mấy lâu nay con đi đâu đi, hai mẹ con, bà đi tìm không thấy ạ, mẹ đi tìm không thấy ạ. Con của con đi đâu đi, thằng có ấy. Hai mẹ con
bị anh Phát anh đuổi ra khỏi nhà. Thế là con không có chỗ ở. Con bây giờ con đang ở một cái lều ở ngoài kia kìa, ở tạm thôi mẹ. Tại vì con với chồng con không sống với nhau nữa. Con cũng định đến nhà mẹ rồi vài lần, anh ấy cứ ở sống với nhau cứ đánh đập, uống rượu vào xong là chửi, đuổi hai mẹ con ra ngoài, nhưng mà con lại sợ mẹ lo quá nên con không dám nói với mẹ. Bây giờ con sống ở ngoài cái điều lều hoang kia thôi mẹ, hai vợ chồng con không sống với nhau nữa. Thế con đi theo theo này ai đấy, cháu này ai đấy? Có vài lần thì hai mẹ con đã ngủ ngoài đường ấy, không có chỗ ở, thế là anh cảnh sát này anh đã giúp đỡ con mẹ. Con cũng đi gặp hai mẹ con này ngoài đường ấy bác ạ, thế là con giúp đỡ đưa về cái nhà kiến tạo đấy, mọi chuyện là như thế bác ạ. Con đỡ mẹ đi chỗ nào để nghỉ một lúc nhé, chỗ này thì nó trời lại trời soi vào nắng lắm. Để bác lại chỗ nào nghỉ nhé. Mẹ xe nắng một tí đỡ, nhưng mà mọi người này nắng thế này sao mà bác đi nhà. Thế anh Phát đâu rồi? Anh Phát sáng nay có đi hộ bác không? Chắc một tí nó về. Phát đem nước cho bác à? Một tí bác bảo đỡ bác đi. Được, bà ngồi ngoài này nắng thế này không thì được. Mà anh Phát đi lấy nước tận đâu mà đâu biết nhỉ? Chắc trời nắng một tí là phát đi được mà. Con đỡ mẹ dậy chỗ nào nghỉ một lúc nhé. Chúng mày làm gì đấy? Hả? Mày ấy? Con gì đấy? Anh hiểu nhầm rồi. Mẹ tao, tao không chấm. Giúp mẹ đấy. Con chúng mày. Mày tránh đi đi. Tao giúp mẹ. Tránh đi. Anh làm cái gì đấy? Anh chăm mẹ như thế đấy. Đi mẹ theo con đi. Con hiểu lầm. Anh hiểu nhầm mày rồi. Mày không chưa dạy được. Mày đặng nhá. Giúp mẹ đấy. Không quan tâm. Nào. Chúng mày tránh nhá. Mẹ anh say nắng anh. Nào. Mẹ con đưa mẹ về nào. Anh bỏ cái tay ra mẹ đang mệt. Tránh nhá đi. Được đâu. Mày uống đấy, mày tránh nhá đi. Mẹ đang mệt sao mẹ cho mẹ uống này. Đi về được. Bác đang mệt. Nè. Mày uống nước đi. Mẹ đang mệt. Anh bỏ cái tay ra để mẹ nhìn. Mày tránh nhá đi. Đừng vào đấy. Cái mày không thấy anh chăm mẹ như thế à? Tao mẹ tao thấp chăm. Mẹ con lấy nước cho mẹ uống nhá. Mẹ không uống đâu. Chú kia cho mẹ. Không nước thì mẹ. Uống rồi. Mày tránh tránh nha đi. Anh uống rồi. Anh buồn cười đấy. Anh không hiểu như thế à? Tránh. Anh làm con như thế à? Mày ơi, con mẹ nghỉ một tí đã. Con đưa mẹ về nhà nhá. Đi về đây, ở đấy nắng quá mẹ. Bác đang mệt này, anh chịu về chỉ được. Bỏ tay ra để mẹ. Mày tránh nha đi. Bác nghỉ ngơi. Tránh đi. Tránh đi. Tránh nhá đi. Bác mày anh nghĩ sao ấy? Tại mày đấy. Mẹ có khỏe như anh đâu mà anh cứ bắt mẹ về thế. Mày còn đỡ chứ nào mẹ đang mệt đấy. Từ đi bác ngồi nghỉ tí đó anh ơi. Đi về đi mẹ. Đang mệt. Mày tránh nhá đi. Ôi lòng bắn vào đây làm gì? Thì cũng quan tâm đến bác thôi mà anh kiểu gì ấy nhỉ? Tại mày đi. Anh không vô lý vừa thôi nhá. Thái độ thế nhỉ? Yên mẹ. Về nhà đi mẹ ơi. Mẹ đang mệt mà bắt mẹ về được à? Mẹ còn mệt quá mẹ chưa đi đâu. Bác đang mệt thế. Để mẹ nghỉ một tí xem nào. Ngồi nghỉ đã anh. Mày đầm nói nhiều đấy, tay lên đi. Mẹ, mẹ về nhà đây mẹ. Anh nhá. Đi về mẹ. Tôi có xe đây nhá, bây giờ để tôi chở mẹ anh về cũng được. Tao không cần đâu. Đúng rồi đấy. Mẹ tao không lo. Không để không cho chúng mày lo. Chúng mày về đi. Đi về đi. Tôi cũng có lòng tốt thôi mà. Anh đâu anh có xe cho anh ấy chở mẹ về. Chứ nhà tao ở gần đây. Như này sao mà mẹ đi được? Đi về mẹ. Nắng nơi này mẹ đi được à? Để mẹ. Tránh ra đây chúng mày tránh đi. Thì mẹ lên xe nhá, chúng mày đi về nhá. Tao không lo. Mày tránh nhá. Thôi rồi. Tránh nhá. Đi em mẹ. Phát đã bảo thế rồi mình không nên làm. Tránh nhá. Chúng mày về nhà đi. Mẹ tao khóc lóc. Nhưng mà đi về đây mẹ. Để bác ngồi nghỉ đã anh ơi. Mẹ không đi đâu. Đi về. Để tôi chở bác. Không đi đâu. Đi về đi mẹ ơi. Mẹ con mệt. Không ở đấy đâu, ở đây nắng lắm. Mẹ giữ gìn sức khỏe nhá mẹ nhá. Vâng. Mẹ không đi đâu. Đi về đi mẹ. Để bác nghỉ. Ngồi đấy làm gì nhỉ? Mẹ con mệt lắm. Mẹ không đi đâu. Được không ạ? Mày tránh nhá đi. Tao không lo. Mẹ nghỉ một lúc hẳn về. Đấy đi mẹ. Tránh ra đi. Lúc tao đi đón mày, mày không về. Bây giờ mày về đây làm gì? Đi về đi. Đi thằng công an này về nhà đi. Không đi theo tao nữa. Tao không đưa mẹ tao về nhà. Đây mẹ. Này anh ấy. Sao không để tôi tránh ra đi. Bác về cho. Tránh ra. Mày tao không lo. Không tao với mày lo.
anh xong rồi, em với con đi rửa tay đi, rửa tay cho xong rồi ăn cơm. Anh nấu nhiều món thế. Chín hết rồi em ạ. Vâng, con đi rửa tay rồi. Xong rồi ăn, xong rồi em. Xong rồi em, em lên bát đi, bát ăn cơm nào. Đói chưa? Ăn cơm nhé. Thằng công an này về đây còn nấu nướng cho nhau ăn nữa. Mày ngứt tay tao. Mày em ăn đi, ăn nhiều không? Ăn nhiều quá, có anh này nấu nướng. Không thì hai mẹ con phải nấu. Không gì đấy em ạ. Ăn đi em ơi. Ăn nhiều thôi. Ăn xin ạ. Ăn đi. Ừ. Ăn đi. Xong rồi. Ăn nấu ngon thế. Ăn đi, ăn nhiều nhé. Không con. Có. Ăn đi anh. Ừ. Ăn cho em nữa. Cảm ơn bác quá. Chăm sóc tê. Ừ. Lấy quần áo cho nhau. Mặc cho nhau. Thằng này không vừa đâu. Ngon không? Đi đâu con đây? Đi ra ngoài này nè. Tại mưa rồi.
nữa mau vào, sau khi nữa đi học nó không đói nhé. Mẹ ơi, hai mẹ con nó ở đây đấy. Nó ở đâu? Nhà ở đây này. Mẹ em vào theo con. Theo con đi. Vào đây cho mẹ ơi. Sao lại dẫn mẹ sang đây? Mẹ, anh bảo nhớ cỏ quá. Sang đây thăm cỏ. Còn đến với bạn nhá. Thế mẹ ốm khỏi rồi mẹ sang đây mẹ còn. Mẹ ốm khỏi rồi sao mẹ sang đây? Mẹ nhớ cỏ quá mẹ sang cái con nữa. Thằng bé chuẩn bị đi học mẹ ạ. Con đi về bà nhá. Thằng bé sắp đến giờ đi học rồi mẹ ạ. Con đang chuẩn bị đưa con đi học ấy. Thì với bà thôi, nó chẳng còn không nhớ bà nó. Giáo viên lại đóng cổng ấy. Bà ôm, cho bà ôm một tí xong rồi con mẹ đưa con đi học nhé. Bà ôm. Bên này này nữa. Anh với mẹ đi về đi. Em cứ bình tĩnh đó. Mẹ anh về thăm cò tí. Em nhiều vội thế. Tí nữa hết giờ giáo viên họ đóng cổng, thế là thằng bé lại không vào học được. Hôm qua bị ốm ấy, bây giờ đã khỏi cho mẹ. Mẹ đỡ rồi, thì mẹ say nắng thôi mà. Mẹ làm việc ít thôi, làm nhiều quá thì sau mình có tuổi rồi, sức khỏe không đảm bảo nữa. Phơi nắng nhiều nữa ốm ra đấy còn không ai chăm ấy mẹ. Đấy, không làm là không được ấy, nhưng không có ai làm nên mẹ mới phải làm. Mẹ cố ít thôi. Anh Phát thì hộ mẹ làm việc với. Suốt ngày đi rượu chè thì cũng hộ mẹ rồi. Một mình mẹ thì anh làm sao mà làm ra được công việc đồng áng. Không làm thì chả có ai làm thì mẹ phải làm. Mẹ đang tính mẹ về đón hai mẹ con về nhà. Con không ở đây nữa. Ở đây làm gì cái lều này. Nhà cửa đẹp mà con không ở. Ở cái lều này không được đâu. Đây, anh cũng thế về đón hai mẹ con em về. Anh cũng thương hai mẹ con lắm. Em mua về theo anh về nhà đi. Mẹ, đã bao nhiêu lần anh Phát anh hứa lên hứa xuống là anh có chịu làm theo đâu. Anh cứ làm theo lời nói của anh ấy đâu. Con cứ đi đến đấy là anh uống rượu, đánh đập xong là đuổi bao nhiêu lần rồi. Không phải mỗi một hai lần đâu. Sống như thế cả đời làm sao mà con sống được. Giờ hai mẹ con đi với bà thôi. Nhà con không về cho mẹ được. Nhà cửa đàng hoàng không ở thì ở cái lều này không được đâu. Ở vất ở bãi thế này đi về bà thôi nhá. Anh đi về đi, với mẹ đi về đi. Em không về đâu. Em về theo anh đi. Chào bà con ơi. Con không về đâu mẹ. Con không muốn ở với anh Phát nữa đâu. Anh Phát lúc nào cũng đánh cũng chửi con. Mẹ cũng biết rồi đấy. Bao nhiêu lần anh ấy đã đuổi con ra khỏi nhà rồi. Bây giờ mà vợ chồng con sống với nhau như thế chắc không sống được mẹ. Con biết mẹ thương con, quý con, nhưng mà bây giờ con về thì con có được sống với mẹ đâu. Con thì con sống với anh Phát thôi. Nên là mong mẹ hiểu. Mẹ biết cái thằng Phát trước nó tệ nạn. Như bây giờ từ đi cải tạo về nó biết làm ăn rồi con ạ.
Con không về đâu mẹ, nhất quyết con không về ở với con Phát. Con đi với mẹ rồi. Mẹ là người tốt nhưng mà anh Phát anh không như mẹ nghĩ đâu. Anh Phát thì không bao giờ thay đổi được ấy mẹ. Rượu chè rồi bê tha bạn bè, có bao giờ biết thương vợ thương con đâu. Con lớn từng này anh ấy có nuôi hộ nuôi ngày nào đâu. Trước nó như thế rồi, bây giờ nó thay đổi rồi chứ con ạ. À, con phải cố gắng đi với mẹ, đưa con đi sống với mẹ mới được chứ. Mẹ về đi, con không về đâu, con không về theo mẹ đâu. Con đưa thằng bé đi học đi. Con đi thế này là cho con đi theo má thế này không được đâu con ạ. À, để đi với bà đi, có nơi ăn chỗ ở chứ mới được chứ. Mẹ thương con nhưng anh Phát có thương con đâu. Sao không thương? Trước nó chưa biết rồi, bây giờ nó biết rồi. Thay đổi tu trí làm ăn rồi. Con cố gắng đi. Lúc trước anh không tốt, bây giờ anh tu trí làm ăn, em theo anh về nhà đây với con nữa. Bây giờ anh không uống rượu, không cờ bạc rồi. Em theo anh về nhà đi với con nữa. Đi về theo anh đi. Mẹ thương con thương cháu, mẹ mới sang đây đón con, nhưng mà bây giờ bản thân con thì anh Phát làm tổn thương quá nhiều rồi. Con không để đến anh Phát được nữa. Mẹ hãy để cho con suy nghĩ một thời gian. Bây giờ thằng bé thì cũng đi học thì cũng được nhà trường giúp đỡ này, xong lại hỗ trợ rồi cơm ăn áo mặc tất cả các thứ con cũng đều lo được, ngay cả cũng nhà nước cũng hỗ trợ rồi, cũng không lo nữa mẹ. Nên là mẹ để cho con suy nghĩ một thời gian, có gì con sẽ trả lời mẹ. Bây giờ con không về theo mẹ được. Bà cứ chờ là cái lều này bé quá, chờ mưa báo nữa con ạ. Đấy, hạnh phúc của các con thì do các con quyết định, nhưng mẹ thương con với là thương cháu. Phải đi với bà mới có chỗ ăn chỗ ở. Con đi học nha. Con biết rồi mẹ. Mẹ anh đưa mẹ đi về đi. Con đi học ngoan nhá. Cháu đi học ngoan rồi nhá. Con chào bà nhá. Vâng. Con chào bố, con đi học nào. Mai đi với bà nhá. Nhá. Yeah. Vâng. Vâng. Nghe lời cô giáo nhá. Con ngoan nhá. Con ngoan nhá. Đấy, con mãi rồi nó có về theo đâu. Đấy, tại con đấy. Tại mày đấy. Mày không biết làm ăn đấy. Mày không tu trí làm ăn nên nó kiểu thế đấy, nó không đi là đúng đấy.
hồ này à?
mặt đấy, chóng mặt đấy nhá. Từ từ thôi, quay nhẹ nhàng thôi. Chơi vui không? Nào đi học về bác lại đưa ra đây chơi nhá, nhá. Để bác quay nào. Chóng mặt không? Chóng mặt đi chơi cái khác nhá. Cho mặt không? Không. Có chơi được nữa không? Thế nào? Thế nào? Cẩn thận con đấy. Xuống được không? Chơi được không? Ây da. Ý như là xuống đất nhỉ? Trở lại không? Rồi nào, lên trở lại nào. Vui không? Lên từ từ nha, ngại con nha. Không, không, không lên này, không lên này, lên bên kia đâu. Trời ơi. Thế là hai bác cháu lại ghé vào chỗ khu chơi ấy, chơi ở đây một lúc. Đi vào nhà đi anh. Ừ, đi vào nhà. Con đi học có ngoan không? Em vào nhà. Làm cắn chưa? Vâng. Các phong ngồi nhỉ? Con bấm uống cho anh ạ. Tự nhiên mưa xuống vài hạt. Anh đang trên đường về, gặp mưa. Con đi học có vui không? Vui lắm nhỉ? Này với bác đi chơi vui lắm. Con đi chơi á. Đi làm về anh qua chợ anh mua cho có ít sữa anh ạ. Thôi trời ơi, anh còn phải mua cho nhiều sữa thế. Đây là bộ quần áo nữa. Anh ghé vào cái quán bán quần áo thấy bộ quần áo đẹp quá. Con đứng dậy thử xem nào, vừa không nào.
cảm ơn anh có quá. Có vừa không? Chắc là vừa đấy anh ạ. Đẹp thế nhỉ. Có quần áo mới rồi đây này, đẹp quá. Có quần áo mới mặc đi học rồi. Em cũng có mỗi hai bộ em bảo đi chợ về mua cho nó thì một hai bộ nhưng mà chưa có thời gian, chưa có tiền để đi mua ấy. Cảm ơn anh nhá. Ừ. Không có gì đâu. Thì uống sữa không con? Lấy sữa đi. Sữa. Bác mua cho nhiều sữa quá. Thế nhỉ. Như mẹ. Đưa mẹ. Bố cô. Uống nữa nhá. Mai là đi học nhỉ. Bác đón bác đưa đi học nhé. Được. Em làm gần xong chưa? Làm chưa? Em làm chắc xong rồi anh ạ. Còn một luống thôi. Mai có sẵn cây đây nhỉ. Vâng. Đấy. Tận dụng được cây đỡ phải đi lấy, không đi lấy lại phải vào trong rừng thì sợ đá lở xuống. Nay xong tí em tặng cho con nhé. Vâng. Phơi đây. Về khoảng sân vườn thì rộng này, sẵn chuồng đấy đấy em mua thêm mấy con gà về thả đi. Vâng. Để xem mấy hôm nữa đưa con đi học gặp họ ở bán ở ngoài kia xem có khi mua gà mái nữa nhỉ. Gà nóng được. Về xong là nuôi một hai con. Bé. Con to thì nhiều tiền. Thì ở ngoài kia cũng có nhiều việc đấy. Em đi làm được không thì anh giới thiệu cho. Nhiều việc lắm. Bây giờ còn chăm con nữa. Lại con đi học ấy. Thì đi học lại vào cái giờ, đến cái giờ họ đi làm thì em sợ không đi làm được. Thôi ở nhà làm vườn mấy cả chăn gà các kiểu cũng được. Chăm thủ thì kiếm tiền để nuôi con ăn học. Vâng. Tuổi ăn tuổi học. Hôm nào con nghỉ thì có chỗ nào làm thuê thì bảo em với. Ừ. Em đi. Ở ngoài kia đấy em ạ. Em cũng đi làm thì anh giới thiệu cho. Em hiểu. Cất đồ đi xong anh xuống hồ em làm luôn. Có đủ cây không? Không đủ thì anh đi lấy cho. Vẫn còn cây này. Vẫn còn à? Vâng. Anh mệt thì anh nghỉ đi. Ôi, em cứ làm lúc là xong mà. Anh hộ em nốt. Xong đây chờ mẹ nhá. Mẹ anh gọi ăn cơm đấy. Alo mẹ. Vâng vâng, con tan làm rồi nhưng mà con ở chỗ bạn tí, tí con về nhá. Vâng ạ, vâng ạ. Vâng, vâng vâng, con sẽ về sớm, vâng ạ. Chào mẹ nhá. Mẹ anh gọi về. Anh gọi về ăn cơm ạ. Nhưng mà không sao đâu, để anh hộ em nốt nào. Anh không về thì bác lại lo. Thì bán được rồi em ạ. Vâng. Em lại định để lấy ra làm trồng làm mấy 2 3 lứa. Chỗ này còn rất nhiều đất này. Em cố thêm luống. Ông đưa đi anh bộ. Em lên trên này. Cắm. Lấy thêm nhiều loại rau về trồng em ạ. Vâng. Giờ bắp cải đến mùa trồng cũng nhiều đấy. Mùa này trồng mắt đang trời nó phát triển này. Làm thêm mấy luống nữa để trồng thêm các loại rau để lấy đi bán. Chỗ này em lấy thêm cọc về cắm cho em ạ. Nó buộc vào cho chắc. Vâng. Để phòng mưa gió đổ hết đấy. Thêm cây về rào xung quanh nghe vào em đang tính là hôm nào thằng bé nghỉ phải đưa đi học đấy, đưa đi sang gửi bác đi lấy cây ấy.
dạo này bác ở nhà làm gì? Đấy, cây này rào vào. Vừa này nó mọc dài lắm. Mọc cũng cao. Mong là nó thai nhiều ấy. Cái này lấy phân đạm về quãi chắc là mọc được đây nhỉ? Tốt đây nhỉ? Chú chăm sóc tốt vào, không quản sai. Cái này em trồng thêm rau cải à? Vâng, em quải xuống rau cải. Ừ. Tiếc đất đây, đất tơi đấy. Cái này mình xen canh vào được mà. Nào dứa to thì thu hoạch được rồi. Mà cao tí nữa thì mình bón phân sau nhỉ anh nhỉ? Ừ, cho cao tí nữa. Phân vào nó chết đấy. Cây đang non đó. Nó già già tí, lớn tí. Anh thấy chỗ bác anh lấy cà tím để trồng ấy. Quả đẹp rồi đấy. Nên em lấy mua một ít trồng xem nào. Đấy bán cũng được giá. Cái lại dài dài đi. Quả dài dài. Bán được giá đấy. Nó anh thấy bác mang cái chợ bán lúc rồi hết rồi. Mua vào trong ve rồi. Bọc gì? Con này ấy. À con trẻ à? Vâng. Con này nó ve ve. Cái ve ve á? Vâng. Về tối. Về tối nó kêu à? Không có không ngủ được. Không có phải trả thù nó kiểu chết thì nó kiểu. Bạn nhá. Như có cả rau dền mọc lên anh ạ. À, có cả rau dền à? Vâng. Cái này thì chắc khi nào nó sai quả nhỉ, mình buộc sau nhỉ? Không có rồi, đổ hết em ạ. Bây giờ nó sẽ hết chơi, đi đâu đấy. Cái này không, nó không mọc thì trồng gặm vào được anh nhỉ? Dạ vâng. Đi lấy thêm. Không giống rồi trồng. Anh biết nó sai rồi. Vâng.
tính hôm nay sáng sớm sớm không là đưa hai mẹ con em sáng. Em xuống đi, con đưa đi. Lần nào cũng anh chưa đến giờ đi làm. Vâng. Em xuống. Xuống bác ăn sáng nhé. Sáng nhỉ. Sáng có bị lòng nhé. Đi. Em sợ đấy con. Em cảm ơn anh. Yeah, I mean,
Cái kia cũng sắp nên bán nữa. Anh lên nhà đi. Không, anh không lên nữa. Em lên đi. Chuẩn bị đi ra làm vườn đất. Anh sắp đến giờ đi làm rồi. Cái giống rau này quái kiểu gì đây anh nhỉ? Con này lại dụ dỗ anh Đông đến đây rồi. Mình đã cảnh báo nó thế rồi, nó vẫn không sợ nhỉ. Mà hôm nay sao nó lại có cái áo đẹp thế nhỉ? Chắc nó lại anh Đông mua cho à? Này bực mình thật đấy. Tìm cách gì để cho nó bực mình. Không.
Sắp đến mùa mưa rồi. Rồi xong rồi sửa lại. Sửa lại cho nó an toàn đi. Đấy, nguy hiểm lắm. Thôi anh đi làm đi. Vâng, đến giờ đi làm, anh đi làm đi ạ. Anh đi làm đó. Vâng. Em ra vườn. Chích mày đọc được. Mình lại không được, sợ anh Đông thì thế. Gọi cho hai thằng này chứ. Thằng này ở nhà. Alo. Hà. Mày đang ở đâu ấy? Ồ thế mày ra chạy ra đây chị nhờ tí, ở ngay cái chỗ ngã ba ấy, đi xong là rẽ xuống đường gần cái bờ suối nhá. Ra đây chị nhờ một tí, mày phải gọi thêm một thằng nữa nhá, ra luôn nhá. Rồi rồi, chị đang đứng ở ngoài đường này đợi ấy. Nhá, ra luôn nhá. Thằng này lâu thế nhở, bỏ ra luôn mà lại. Muộn rồi còn đến giờ này nhở. Chị nhiều người yêu đấy. Chị mà. Thằng nào mà chị đâu vào mắt chị được. Phải bằng được. Rồi. Rồi nhá. Rồi. Đứa trong bên này. Ừ. Đi thấy không? Nó đang làm. Rồi, 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 thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Nó bọn mày làm là nó gọn nhá, nhanh nhá. Còn đừng có lộ đi. Thằng yêu chị ấy. Nó là biết phát hiện ra thật chứ. Đừng nói
nhờ nha, bảo nó. Ừ. Được chưa? Đấy, con đi qua đường này. Thế bây giờ bà chị muốn như nào? Cảnh cáo nó hay là... Đi vào cảnh báo nó. Cho nó luôn. Ừ. Cảnh báo nhưng mà làm như nào cho nó sợ hẳn đi. Nó bỏ cái thằng người yêu chị đi nhé. Rồi, rồi, rồi. Làm cho nó gọn nhá. Em kia, mày có phải Ly Cao? Mày là ai ấy? Vào đây làm gì? Tao nghe nói mày cướp chồng người ta giỏi lắm mà. Bảo ra. Hả? Anh làm gì ấy? Anh làm cái gì ấy? Bảo ra. Nha. Yeah. Tôi không cướp chồng của ai hết. Anh bảo ra đi. Hả? Bảo ra. Đừng có động lên tôi. Cũng được đấy. Thảo nào đi cướp giật được chồng người ta nhỉ? Tôi không cướp giật chồng ai hết. Đừng có sờ tôi, bỏ tay ra. Mày ở đâu mà đến đây mà đi cướp chồng người ta giỏi đấy? Các anh định làm gì? Hả? Các anh đi chỗ khác đi, đừng có mà về đây. Nào. Các anh có muốn tôi báo công an không? Này báo đi. Bọn tao thách mày hét lên luôn đấy. Mày cần tao hét hộ mày không? Bỏ ra, đừng. Hả? Hét lên đi xem ai ra cứu mày giờ. Mày đi đâu? Anh đừng có đụng vào tôi. Mày bảo tôi ra. Cũng được đấy. Thế lần này mày còn dám giật anh đông tao. Dám tranh gì tao. Đấy, cảnh báo mày bao nhiêu lần rồi mày này. Chịu. Hả? Đụng vào tôi nha. Tấm mày á. Dám. Sau đừng có mà đi vay vãn chồng người khác nha. Chưa? Tôi không về bán chồng ai hết. À, anh đừng có đến đây làm phiền tôi. Mày tránh xa thằng công an kia ra nha. Được chưa? Hả? Đáng đời. Mày nhá, tao cảnh cáo nhá, tránh xa thằng công an đây ra cái chưa? Hả? Mày ra đây. Tránh đi. Đi lên nhà xem nó có đồ gì không. Tránh đi. Nhà tôi nghèo không có gì để các anh lấy đâu, các anh đừng làm thế. Đâu lên xem nào. Các anh đừng phá nhà tôi, đừng mà. Đúng thế nhỉ? Đánh cho nó. Chừa đi con này. Đáng đời. Xuống đời. Xuống ngày. Cướp như tao mà. Thì em gì ở đây đấy? Dình mò cái gì đấy? Nói gì đâu. Xem vườn đây này. Mấy con gà nhà nào ra bới hết đây. Cứ mò cái gì đấy. Nói gì? Vườn người ta ở đây, người ta đi xem chứ làm gì đâu. Không phải xem vườn đâu. Người ta ấy nhở. Trời đất cả mình. Nhìn mò cái gì. Nói gì? Quần này nhá, tao cảnh cáo mày nhá. Tôi đây, tiền của tôi. Quần này tao cảnh cáo mày nhá. Có gì nhỉ?
tiếng đấy nhỉ. Nhớ làm gì nhỉ. Xa thằng kia ra nhá. Không, nó là làm gì em? Nó lấy hết tiền của em rồi. Nó lấy tiền à? Để anh gọi cho hắn à? Bạn chỉ một cười à? Cái người phải bảo bọn em chứ. Cái gì nó đứng đằng sau tao đi. Kêu người em. Bọn em bị ăn đập ấy. Làm gì cũng phải để ý vào chứ. Thằng đấy là chồng cũ của nó ấy. May bọn này bị trốn được nhá. Bỏ rồi làm cái gì phải để ý vào. Nhìn thấy người ta phát hiện khác thì mình chạy luôn thôi. Không, đi đâu. Thôi yên tâm. Mà mày có ấy không? Khoản không? Ừ. Sao chuyển cho? Có tài khoản đấy. Có gì? Có à? Đưa bọn em đi. Đưa gì có tài khoản. Khoản tao có dùng tiền mặt đâu. Đi để... lên quán kia đưa bọn em nhá. Rồi đi. Để tao cũng giúp được. Chắc có thằng nào có tài khoản. Ký lên chỗ em. Có ba cái nhé. Quán nhé. Thằng đó là ai đấy em? Em cũng không biết. Sao nó về phá phách nhà em đấy? Em đang cuốc vườn tự nhiên thấy thông vào phá phách nhà em không biết ai. Ừ. Nó có làm gì em không? Không ạ, nó đẩy em thôi. Tự nhiên nó xông vào nhà, xong là nó lên nhà phá phách nhà. À. Sao bọn này liều thế nhỉ? Cướp hết tiền của em, bao nhiêu lâu nay dành. Chắc là mấy thằng nghiện ở kia thôi. Thì anh Hồ, em dọn đồ nhá. Mấy thằng này lão nhỉ. Chắc mấy ông nghiện được ở làng kia đâu mà. Đấy, anh bảo rồi, đi theo anh về nhà, không đi. Cứ ở đây có an toàn đâu. Không, em không về đâu. Chắc bọn này chắc mai nó phải đến đấy. Bọn này không đùa nó được đâu. Bọn nhìn này đấy. Mai nó phải cướp đấy. Đấy, anh bảo đây. Bảo về theo anh về nhà không về. Ở đây họ lại về phá phách. Em tính sao? Em không về đâu. Con đâu em? Con hôm nay đi học rồi anh ạ. Anh cũng ra quán này mua cho con ít quà này. Em nhận đi. Em xin ạ. Em cảm ơn anh. Mà lần sau anh cũng đừng có đến đây nữa. Mà đến cũng không được mua cái gì nữa. Em tự đi mua. Anh đi về đi. Anh về nhá. Ừ.